Hoa trôi trên sóng nước là cuốn sách mà chúng tôi xin gửi tới quý vị ngày hôm nay, nói về cuộc hành trình tìm đạo đầy gian khổ, kéo dài hơn 40 năm của tác giả Satomi Miyodo. Khi tạp chí Phật học Kyosho vừa khởi động loạt hồi ký này vào năm 1956, nó được các độc giả, nhất là độc giả phái nữ say mê theo dõi. Nisu Satomi Miyodo, tục danh là Satomi Matsuno, sinh năm 1896 trong một gia đình nông dân nghèo tại Hokkaido. Không chấp nhận truyền thống cho rằng phụ nữ chỉ có thể là một vợ đảm mẹ hiền, bà quyết tâm tìm thầy học đạo. Trải qua nhiều khó khăn, tham cứu nhiều pháp môn nhưng bà vẫn không tìm được điều bà muốn. Bà đã tu theo thần đạo, làm đồng cốt cho đền thờ Thánh Mẫu và sau cùng chuyển qua tu thiền. Mặc dù siêng năng tu học nhưng bà vẫn không tiến bộ bao nhiêu cho đến khi gặp thiền sư Yasutani, Bạch Vân Lão Sư. Dưới sự chỉ dẫn của vị này, bà đã kiến tánh và trở thành một trong những ni sư lỗi lạc nhất của Thiền Tông Nhật Bản. Bà đã đào tạo nhiều thế hệ học trò và có một tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới tỳ kheo ni của Nhật ngày nay. Bà qua đời vào năm 1978. Cuốn hồi ký Michi, tạm dịch Hoa trôi trên sóng nước là cuốn sách nói về cuộc hành trình tìm đạo đầy gian khổ kéo dài hơn 40 năm của tác giả. Chính Satomi Miyodo đã chia sẻ trong cuốn sách: "Ta đã tìm kiếm không ngừng con đường thoát khổ vì ta không thể hài lòng với những con đường hứa hẹn thật nhiều nhưng chẳng giải quyết được bao nhiêu. Ta không thể chấp nhận một cái gì xa vời, hão huyền rời xa thực tế vì những điều này không ăn nhập gì đến đời sống hiện tại. Điều ta muốn tìm là con đường giải thoát ngay trong đời sống hiện tại vì ta biết khi tìm ra nó, người ta sẽ không còn đau khổ và đời sống sẽ là một ân sủng thay vì là một sự phấn đấu khôn nguôi." Lòng nhiệt thành và quyết tâm tìm đạo của bà là một tấm gương sáng cho tất cả những ai muốn bước chân vào cửa đạo. Ngoài ra, sự chứng đắc của bà đã đánh đổ quan niệm cổ hủ cho rằng chỉ có phái nam mới có thể thành công trên con đường tu học.